Ngày 15 tháng 4, đại diện Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhóm công nhân trèo lên mái kính của một công trình cao 8 tầng trong ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm thì phần kính bị vỡ khiến nhóm công nhân rơi xuống dưới. Vụ việc khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Qua xác minh ban đầu xác định, căn nhà dạng hình ống có diện tích 148 m², chủ đầu tư đã tự thuê thợ vào sửa chữa mái kính tại khu vực giếng trời có diện tích 18 m² thì xảy ra sự việc. Hai công nhân thiệt mạng được xác định là NVT 23 tuổi trú tại Hà Nội và HVB 32 tuổi quê Kiên Giang. Hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức và hiện sức khỏe đã ổn định. Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo triển khai phương án khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, đồng thời giao công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có việc khẩn cấp thì không nên đến Iran, Iraq và Syria vào thời điểm hiện tại. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel đang có dấu hiệu leo thang, nguy hiểm sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel tối ngày 13 tháng 4 mới đây. Trước đó, ngày 7 tháng 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng đã thông báo và khuyến cáo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Iran cần nêu cao cảnh giác, tránh đến những nơi đông người, không đi sang các nước lân cận nếu không có việc khẩn cấp, thường xuyên giữ liên lạc với Đại sứ quán và thông báo ngay cho Đại sứ quán trong trường hợp cần bảo hộ công dân theo các số điện thoại cộng 98-2122-411-670 hoặc cộng 989-306-459-865. Sau thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhiều bị can là lãnh đạo cán bộ Trường Đại học Đồng Nai, trong đó có nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng. Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 đến năm 2019, Trường Đại học Đồng Nai theo dõi thu chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số tiền hơn 69,8 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với Trường Đại học Đồng Nai số tiền hơn 6,3 tỷ đồng và không nộp thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng. Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó được tổ chức chuyên nghiệp do các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng. Ba đối tượng bị bắt bao gồm Nguyễn Văn Điều, sinh năm 1978, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998, cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như là Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ, bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai, từ tháng 12 năm 2023 đến nay, thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc, với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Từ cuối tháng 3 cho đến nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung đã chuyển sang nắng nóng gay gắt. Đặc biệt trong những ngày gần đây, nhiệt độ cao cộng với nắng khô nóng khiến cho nhiều người dân đổ bệnh, nhất là ở lứa tuổi trẻ nhỏ. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Dưới cái nắng chói chang, những người bán hàng trên vỉa hè vì mưu sinh vẫn phải vất vả đội nắng chiều khách. Dù đã ngụy trang mấy lớp bảo hộ, 2-3 lớp mũ, khẩu trang, áo chống nắng, nhưng vẫn say sẩm vì nắng. Nắng nhiều quá thì giờ mình làm việc nhiều, tay chân luôn hoạt động vậy thì mình phải bảo vệ bằng cách là đeo khẩu trang nhiều vào nè, rồi đội nón lá, đội nón kết, áo phải nhiều, bao tay phải nhiều. Rồi mình phải giữ cơ thể mình ở ngoài đường như vậy thì nó mới đỡ thôi. Chứ giờ nắng quá thì biết sao. Trong khi đó, ghi nhận tại các bệnh viện, tỷ lệ người mắc bệnh phải nhập viện do nắng tăng cao, chủ yếu là các bệnh về hô hấp, tiêu chảy, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, nhất là khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40 độ. Mấy ngày nó thằng ghê, nắng quá hớp luôn á. Nói chung là nó nắng mà tới mức độ mà hôm qua tôi chở 2 cuốc, 4 cuốc tổng cộng là còn đi di động không. Mấy đứa trẻ là bị sốt nhiều hơn là người lớn. Do thời tiết nóng quá, sợ nó
bị bệnh này nọ, đem mấy bé đi khám. Trưa nó ở nhà thì lên ngủ vẫn dùng, còn không là tối là cũng mở xuống. Theo bác sĩ, thời tiết nóng là điều kiện cho các loài vi khuẩn, virus, các côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi sinh sôi và phát triển. Do đó tăng nguy cơ mắc các bệnh từ đường hô hấp, tiêu hóa, sốc nhiệt. Do cái nền nhiệt tăng cao và cái nhiệt độ môi trường nóng thì nó làm gia tăng những cái phát triển mầm bệnh ở trong tự nhiên, thì có vi trùng, siêu vi trùng, rồi nấm mốc. Cái điều đó nó làm ảnh hưởng thứ nhất là tới vấn đề là thực phẩm bảo quản rất dễ nhanh bị ôi thiêu, và khi mà em bé nó sử dụng những cái thực phẩm đó thì nó sẽ gây ra cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, gây ra những cái bệnh lý về đường tiêu hóa. Cái ảnh hưởng môi trường như vậy có thể thâm nhập qua cái đường thở thì gây ra những cái bệnh lý ở đường hô hấp, ví dụ như viêm họng, viêm amidan, viêm mũi xuất tiết, vân vân. Thì cái hậu quả của nó là ngoài cái chuyện là ảnh hưởng tới sức khỏe em bé, thì một số tình huống mà không vào viện kịp thời thì có thể xảy ra, nó sẽ chuyển biến nặng hơn. Bác sĩ cảnh báo ở thời điểm này, người dân cần lưu ý nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Do đó, người dân cần cải tạo môi trường nhà cửa xung quanh sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế ra đường và các hoạt động ngoài trời nắng nóng. Bảo quản thực phẩm sau chế biến là rất quan trọng, chủ động phòng bệnh, đặc biệt ở các đối tượng nhạy cảm với thời tiết như người già và trẻ em. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai với kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, hỗ trợ kết nối vùng. Thế nhưng trên thực tế thì các dự án này lại được triển khai một cách ì ạch, có những dự án buộc phải gia hạn nhiều lần, thế nhưng vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này? Tìm hiểu của phóng viên VTC tại Nghệ An. Cầu Lạch Quen thuộc dự án đường ven biển tỉnh Nghệ An có chiều dài 642m. Đã quá thời hạn bàn giao gần một năm, nhưng đơn vị thi công vừa mới nhận mặt bằng để thi công trụ T2 và T3. Hiện mặt bằng trụ T1 vẫn chưa có, nên chưa biết khi nào cây cầu này mới hoàn thành. Chúng tôi khi nào cũng sẵn sàng về máy móc thiết bị cũng như có nhân lực để triển khai, nhưng mà với cái tiến độ bàn giao thì mình cũng chưa có, hiện tại chưa biết được cái cụ thể lịch khi nào có bàn giao, nên là cũng chưa biết được cái dự án nó sẽ là trong năm nay hoàn thành được hay không. Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng. Ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2024. Thế nhưng sau 26 tháng thi công, dự án vẫn còn vướng 3,07 km mặt bằng chưa được bàn giao, khiến việc thi công trên tuyến bị ngắt quãng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án. Không bàn giao mặt bằng kịp thời thì chúng tôi sẽ rất là thi công có thể là chậm tiến độ so với tiến độ chung của dự án, và đặc biệt là gây tổn thất rất nhiều về cái chi phí trong quá trình vận chuyển máy móc thi công và nhân lực của chúng tôi. Còn dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 có chiều dài 27,5 km với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, được khởi công tháng 9 năm 2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Do chậm tiến độ nên dự án được gia hạn đến tháng 10 năm 2024. Thế nhưng hiện nay, nhiều vị trí chưa có mặt bằng nên việc hoàn thành dự án đúng thời hạn là rất khó. Ngày 16 tháng 2 là mình giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thi công, nhưng đến bây giờ là vẫn chưa thực hiện được. Nên cái đó là cũng theo cái quan điểm của ấy thì nó sẽ chậm cái tiến độ, sẽ kéo dài thêm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nhiều dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do vướng mặt bằng. Thực trạng này đang gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội, nhưng chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua vẫn bình chân như vậy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 0837225566, địa chỉ email đườngdâynong@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.